Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, câu 16 đến 21. Chiều đến, các môn đệ xuống bờ biển hồ, rồi xuống thuyền đi về phía Ca Phát Na bên kia biển hồ. Trời đã tối mà Đức Kitô chưa đến với các ông. Biển động, vì gió thổi mạnh, khi đã chèo được chừng 5 hoặc 6 cây số, các ông thấy Đức Kitô đi trên mặt biển hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ. Nhưng người bảo các ông, Thầy đây mà, đừng sợ. Các ông muốn rước người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến. Anh chị em thân mến, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có dịp đi biển, nên sẽ cảm nhận được sức mạnh của những con sóng biển như thế nào. Tin mừng hôm nay trình thực cho chúng ta thấy viễn cảnh lo sợ mà các tông đồ phải đối diện với sức mạnh của cơn sóng biển. Trong lúc con thuyền của các ông đang ra khơi, thì sóng gió ập tới làm con thuyền chao đảo. Các ông rất hoảng hốt, nhưng rồi chính Chúa Giêsu đã xuất hiện. Người bảo các ông, Thầy đây mà, đừng sợ. Và rồi, Chúa dùng quyền năng của mình để truyền cho sóng gió yên lặng và dẫn đưa các tông đồ cập bến bình an. Cuộc đời chúng ta cũng được ví như con thuyền trôi trên mặt biển. Có lúc con thuyền êm đềm nhẹ nhàng vì không có sóng, nhưng rồi có lúc gặp phải những giông tố bão táp, làm con thuyền bị chao đảo. Câu hỏi đặt ra cho chúng ta là làm sao để con thuyền cuộc đời của chúng ta không bị nhấn chìm trong dòng xoáy của biển cả. Bài học kinh nghiệm của lời Chúa hôm nay giúp chúng ta hiểu rõ được sức mạnh của ơn Chúa, cơn giông tố bão bùng và sức mạnh của sóng gió cuộc đời có mạnh đến đâu cũng không thể nhấn chìm cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta can đảm, xác tín niềm tin và đặt niềm hy vọng của chúng ta nơi tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta biết rằng chỉ có Chúa mới là chỗ dựa vững chắc, là nền đá tảng để chúng ta đặt để và gắn kết cuộc đời của chúng ta trong sự quan phòng, yêu thương của Chúa. Bởi thế, chúng ta phải xác tín rằng chỉ có sức mạnh của ơn Chúa mới giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn trong đời sống con người. Nguyện xin Thiên Chúa che chở và gìn giữ chúng con trong tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Amen.